Hello anh em, những ngày cuối năm, những ngày cuối năm bảo dưỡng tổng quát CBR 2623 ABS còn độc nhất vô nhị ha. Đó, hai da mình cắt cái đuôi luôn đó, rồi đi lại bố thắng SBS mới về cho con hai da, với cà lại đĩa chưa có tiền thay dĩa anh em, cà lại thôi, tại vì lúc trước đi chủ xe trước đi bố dỏm cho nên nó bị cháy dĩa đó, mình thay lại. Nay mình mới lấy được cộng sên nhật ở trên con CBR 1000 bỏ vô hai da chạy đỡ rồi. Những cái chiếc xe cuối cùng của năm ha, hôm nay là giao nhiều nhất, nay là giao được tổng cộng trong xe còn lại khoảng 5 chiếc là tại vì giao hết rồi. Hôm nay con này cũng xong, CBR có thể là ngày mai giao là xong luôn, con này hôm nay cũng xong giao luôn. Đấy, xe kia của ông anh BM, xe này khách tới rửa, xe kia của ông anh cũng chuẩn bị xong giao luôn ha. Đây mình chuyên sửa chữa phục hồi những xe bị tai nạn, sửa chữa những cái xe mà bị những cái bệnh mà nhiều chỗ làm không được, rồi những cái xe chạy không đạt, bảo dưỡng những cái xe để lâu không chạy và bảo dưỡng định kỳ cho những chiếc xe anh em chạy hàng ngày đó. Rồi đây là làm tổng quát một cái con Guzzi. Guzzi này California đó, làm lại mới long lanh. Mình ở đây là mình là xấu với xe, mình làm xong nhìn được lắm, long lanh cành đào rất là dễ thương ha, mới tinh lại. Mới sáng lại và mới theo cái kiểu phục dựng lại như ban đầu chứ không phải là đem đi sơn lại hết anh em. Đó, phải nhìn ra được những cái khuyết điểm của nó và những cái mà bị hao mòn theo năm tháng rồi fix lại cái chỗ đó thôi, làm sao phải cho nó liền và nó đồng bộ một chiếc xe. Mới chát lại đó, xe mới đi có 2.152 cây thôi, nhưng mà để xe sản xuất năm khoảng 2005-2006 mà nhập về Việt Nam là năm 2010 đó, là hải quan nhập về năm 2010, tới bây giờ là 12 năm rồi mà không có chạy vòng vòng được khoảng 2.000+ cây. Xe của ông anh mình, con này rửa sạch rồi đúng không em? Cái lót chân, đây cái lót chân. Chuẩn bị giao là gần hết xe đã không? Đâu còn đâu. À, con vết ngàn này bảo dưỡng rồi, không quát rồi. Có. Không, nó bị chập chờn hít vậy để... Tại con nó để chở con chế đích 10 đi. Nè, con đuôi này đuôi để thấp, quăng đuôi bên kia quăng. Cái nhựa bên trong này sơn ăn không anh Giàu?
làm những cái xe như vậy phải có thời gian ha, không có gấp được, tại vì những cái xe là những cái xe độc, kiếm phụ tùng không ra, cho nên những bước đi, những bước làm là phải tính cho thật là kỹ, tại vì khi mà sai sót là quay đầu lại không có được. Cho nên ngoài cái dự tính ra phải có kinh nghiệm nữa, rồi phải bước đi cho nó cứng ha, dấp một cái là vỡ mặt á, không có đồ thay, không có thay những thứ tầm bậy vô được. Bên mình làm xe là kỹ tới từng con ốc, cho nên á, từng con ốc một chuyện, từng cái lông đền bằng nhựa ở đây đó, không bao giờ mất. Đây gắn vô chỗ khách nè, cao su trắng, cao su trắng lông đền rồi đầy đủ ha, chứ không phải là dục hết mấy cái này. Quan trọng nằm ở cái chỗ này nè, để giữ được cái kính, phải biết được là tại sao nó nằm ở đó, nó có tác dụng gì. Đây là cái đèn zin luôn nè đó, ví dụ như người ta nó bị cao su lâu rồi nó gãy, nó rụng hết, nếu như người ta mà nó mờ choá hết, nếu người ta, anh ta sẽ kiếm cái mới, nhưng mà thật sự kiếm nó không có, mà toàn hàng giỏm không à, thì bắt buộc mình phải kinh nghiệm là phải đi làm cái chân này lại, mua cái chân cao su, cái đế chân của một cái đèn khác rồi mình chế vào, phải giữ lại cái này zin, cái này mình đánh bát rồi lên nó mới chét. Cái lớp xi người ta đỉnh lắm, đánh mới lên mới mà nó sẽ đồng bộ, nó hợp với con xe. Em nghe anh Long ơi, dạ cái đó em còn anh, dạ cái đó nó chậm, chỉ xài cho Ducati thôi, em bán cái bình thấp nó nhanh hơn. Dạ mấy bữa nay thì đỡ, mà lúc trước thì cần quá trời anh, người ta thay để người ta đi Tết á. Dạ dạ, có gì em cần gì em báo anh nha. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Cái này á là mình phải canh theo đúng cái, kể cả cái thời gian mà khách hàng mong muốn. Nó chạy khủng khiếp lắm, mà chạy phải chắc, có nghĩa là không phải theo cái ý của thời gian của khách hàng, mà mình làm cho nó xong mới kịp, có nghĩa là phải tính rất là chi li để mà kịp cái thời gian khách mong muốn, và đảm bảo được cái hoàn thành xong cái sản phẩm như cái dự tính của mình. Những cái này mình đánh bằng tay hết, mình cho hai đứa em đánh bằng tay hết, nó ra thì nó cũng ra từ từ, những cái linh tan nhôm rồi nè đó, cái này phải từ từ. Rồi từ ngồi rảnh là chùi bóng chứ không đánh bằng máy. Tại vì khi mà những cái này là những cái phần gồ ghề, nó không giống như những cái lư đồng, đánh xong rồi ấy lại không. Cái này mà đánh bị lỗi một cái là nhìn nó chổi cái nguyên một cái ốp liền, cho nên bắt buộc phải dùng tay. Dùng tay thì mình đã nói rồi, nó chậm hơn, nhưng mà nó cái độ rủi ro nó sẽ thấp hơn, nhưng mà mình tác động nó lên cũng từ từ á, cho nên nó sẽ đều và nó tự nhiên hơn. Cái cục máy nó bự chà bá này mà có 2 lít máy nhớt anh em. Đọc rồi. Cái cục máy bự chà bá, 1200 phân khối có 2 lít máy nhớt. Còn nhớt láp ở đây mình xả ra là nghe mình nói là tầm khoảng chưa được 2 tiếp nhớt láp. Mình bỏ vào 4 tiếp. Tại vì nhớt láp á, nó chỉ là bôi trơn cái phần cái những cái nhông bên trong thôi, nó những cái bánh nhông truyền thôi, nó mình đổ nhiều vô nó cũng không sao, nhưng mà nó giảm lại, nó không có bị hú, giống như cái nhớt láp của xe tay ga, anh em cứ bỏ 2 tiếp vô cho mình, chạy cực kỳ bền và nó không bị hú, còn anh em để 1 tiếp thôi nó sẽ mau hú lắm đó. Nhớt máy thì bắt buộc không được dư và không được thiếu, nhưng nhớt láp anh em cứ bỏ ngập những cái bánh răng đó thì nó rất là tốt thôi. Đánh bóng lên vậy. Dạ alo ạ. Dạ nghe ạ.
Dạ hiện tại em không nhận xe sửa nữa anh. Hiện tại em không có nhận xe sửa nữa đó anh. Qua Tết anh nhé. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi. Con này là con K1600. Đó. Chuẩn bị xử lý sơn lại. Cái sơn màu trắng này khó lắm nha anh em, chứ không phải đơn giản đâu. Thầy gia mình đang làm vệ sinh bảo dưỡng rồi thôi, để chạy để Tết. Qua Tết chắc mình đổi nó thành cái màu full carbon. Đó. CBR600 2013 ABS zin. Đó. Mở ra để vệ sinh hết luôn ha. Con này hiếm nha. Cái form đời này thì nè, xe chạy rất là ít. Dĩa còn rất là dày. Rất là keng anh em ơi. Xe mà đời này mà có ABS rất là hiếm nha. Nè, anh em nhìn điện của nó nè, mới đã chưa? Đó, đồ nó mới đã chưa? Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Ai cần làm gì bảo dưỡng thì alo cho mình nha. Hiện tại mình không nhận sửa xe nữa. Con rebel đó cũng xong rồi. Thay vỏ thế còn chờ xin trong dĩa thôi. Sắp xong là giao xe luôn rồi. Z800. Con này bị hư phục. Công phục luôn. Công ty công ấy ép ống rồi lại hết. Ok. Xong rồi. Làm lại như zin để chạy. Rồi. Cảm ơn anh em nhiều. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát đạt. Từ đây tới ngày 28 tây. Hôm nay là ngày bao nhiêu ta? Hôm nay là ngày 21 rồi. Còn 7 ngày nữa. Mình còn làm việc tới 7 ngày nữa. Anh em nào muốn bảo dưỡng thì cứ qua bên mình chỉ nhận bảo dưỡng thôi nha. Còn vấn đề sửa xe hiện tại mình không nhận nữa, tại vì sửa xe nó còn nhiều cái mở ra, nó còn nhiều cái mà nó rủi ro, nó sẽ hư hại nhiều hay gì đó, nó làm mất thời gian làm mà không có mất, nó không đủ thời gian, không có đảm bảo được cái chất lượng thì mình không nhận làm, mình chỉ nhận bảo dưỡng thôi. Và hiện tại Buri bên mình cũng còn khoảng 4 set, là 4 chiếc nữa thôi à, cũng không còn nhiều. Tại bên mình đặt là Buri nhập từ Nhật về, chính hãng, không bán Buri tàu lao. Cho nên hết số lượng đó thì cũng không thể nào mà thay được. Thì phải qua Tết thì hàng mới về. Và thông báo với anh em là hàng Buri sắp tới mình nhập về, mỗi lần mình nhập nó tới rất là nhiều ha. Không ai ôm được cái số lượng như mình ha. Tới vài ngàn cây. Đó, thì mình sẽ có bán giá tốt trên Shopee và trên website, trên cửa hàng của mình. Giá bán lẻ rất là tốt, mình bao cực kỳ tốt luôn. Và hàng của mình có dán từng cái tem của nhà nhập khẩu ở trên từng cây Buri, giống như nhớt ly quy á. Anh em để ý nha. Hàng bắt buộc phải có nhà nhập khẩu về mới là hàng chính ngạch. Đã có những cái đơn vị nhập khẩu về, người ta sẽ dán tem trên từng cái sản phẩm, thấy không? Đó, giống như nè. Đây. Đó, sản xuất tại đâu? Ha, nhà máy Liwi Moly ha, ở bên Đức nè. Đó, không có địa chỉ bên Đức liền. Nhà nhập khẩu nè, nhập khẩu và phân phối công ty thương mại trách nhiệm hữu hạn, đó, trách nhiệm hữu hạn thương mại Moly Liwi Moly Việt Nam, địa chỉ Galaxy số 9 Nguyễn Trãi, phường 1, quận 4. Anh em thấy không? Đó có nghĩa là những cái sản phẩm mà nhập nước ngoài về, nếu nó là hàng chính ngạch nhập khẩu có đóng thuế đàng hoàng, phải qua cái nhà nhập khẩu ha. Còn mình là đơn vị đặt ha. Còn để mà số lượng như thế nào, nhập khẩu về giá như thế nào là chuyện của nhà nhập khẩu. Và trên từng cái cây Buri mình bán, từng chai nhớt mình bán đều có cái tem của nhà nhập khẩu,
đó. Những cái tem này là những cái tem cơ bản nói về cái nguồn hàng đó, cái xuất xứ, thành phần đó, cấp chất lượng đó, hạn sử dụng đó, rồi bảo quản, rồi an toàn như thế nào, ha? Thể tích đồ này, nhà sản xuất, rồi đóng gói, nhà phân phối là ai, là người ta có trách nhiệm ở trên cái sản phẩm này được đưa ra thị trường. Còn những cái chai nhớt và những cái sản phẩm không có cái tem này thì chắc chắn là tiểu ngạch. Và tiểu ngạch thì anh em phải xem lại cái người bán cho anh em là ai. Cái người đó có tóc không? Ha. Người đó có cái cửa hàng, có cái công ty gì không để đảm bảo được cái hàng nó là hàng chuẩn. Rồi, cảm ơn anh em, mình chỉ chia sẻ anh em vậy thôi. Còn bên mình thì bán hàng là mình chấp nhận đóng thuế vì mình muốn có một cái nguồn hàng nó ổn định, nó chất lượng, chứ không phải vì cái thuế mà ăn gian để mà có thêm cái tiền ở trong cái sản phẩm đó, không phải. Cho nên anh em cần gì thì xin ủng hộ. Và anh em mua bán với mình số lượng ít hay số lượng nhiều, anh em muốn xuất hóa đơn mình đều xuất được, tại vì bên mình có nhập đầu vào đầu ra đàng hoàng, chứ không có phải nhập từ những cái chỗ mà không có rõ ràng ha. Cho nên là xuất hóa đơn được hết, từ một cây buri cũng xuất được hóa đơn luôn. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.